thánh thần, và xin Chúa Ngài cũng sẽ ở cùng và ban phước cho tất cả những con cái của Chúa đã trung tín, đã cầu nguyện trong 40 ngày qua. And we pray that the Lord is continue to bless all of our brothers and sisters who have been faithfully prayed together with us in the last 15 days. Because we already finished the last 40 days, and now we continue with the next 40 days. Và chúng ta cũng đã thông qua cái chương trình của 40 ngày cầu nguyện, cái an cầu nguyện, và bây giờ chúng ta đang ở trong 40 ngày của sự hiệp nguyện cho những sự thay đổi. And pray that God is going to change the situation in Vietnam. Và xin Chúa Ngài cũng sẽ thay đổi những tình huống ở tại đất nước Việt Nam. When all of us are coming to pray together. Và trong khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với nhau. Và chúng tôi cũng cảm ơn Chúa cho tất cả quý ông bà anh chị em đã chúc phước cho các tôi tớ của Chúa, các mục sư ở tại Việt Nam. Và mục tiêu của chúng ta đó là giúp đỡ cho 1.000 mục sư thông qua những gói thuốc mà chúng ta đã chuyển về, gần một nửa của những cái quỹ mà chúng ta đã kêu gọi. Và hiện tại thì chúng ta đã gửi gần 40.000 đô thuốc về tại các nước Việt Nam, và một số còn ở trên đường, và chúng ta còn tiếp tục kêu gọi tiếp để chúng ta có thể giúp đỡ cho 1.000 mục sư. And at this moment we already sent about 40,000 worth of medicine to Vietnam for pastor and their families, and many people are calling us, a lot of people texting and calling. Và có rất là nhiều người họ đã kêu gọi điện thoại và nhắn tin để có thể lấy thuốc. Nhưng mà chúng ta cũng biết trong cái thời gian mà chúng ta bị lockdown đó, and because of the lockdown, so it would be also difficult as well. So I'd like to say thank you to many of you have given a lot in order to bless the pastor in Vietnam. Chúng tôi cảm ơn Chúa, quý vị đã dâng hiến để giúp đỡ cho tôn tớ của Chúa ở tại đất nước Việt Nam. Và chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi để chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ cho 1.000 mục sư và gia đình của họ. And we continue to raise funds so that we can help for about 1,000 pastors and their families in Vietnam. Okay, anyone who want to share the testimony. Hôm nay là thấy cô Vicky đẹp lắm. Đó, cô Vicky, mời cô Vicky ha. Rồi sau đó mời Thomas và có những anh chị em nào đó, chúng ta ngắn gọn chúng ta làm chứng vào một số những ân phước của Chúa. Rồi chúng ta đón chào, vỗ tay và chào cô Vicky ạ. We would like to greet him to Pastor Hu, Pastor Joshua, and greet him to all of you in the church. After a long time now, I'm coming back to church because it's been the place is very far. Chúa Giêsu, Chúa là một đấng yêu thương, là một đấng nhân từ, là Chúa yêu thương những người ngoại đạo nữa khi chúng ta cầu nguyện. And today I would like to share the testimony that our God is the loving God and the kind God, and He loves not only us but also for the Gentile or the non-believers. Yeah. Dù chưa tin Chúa nhưng mà khi cầu nguyện với Chúa thì Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn ban phước. Even though they have not come to know the Lord Jesus, but when they pray to God, God still loves them and bless them. Tôi dẫn chứng như thế này, năm 2009, khi con gái tôi đến Mỹ là thấm, là thêm mì. In 2009, when my daughter came to the United States, her name is Thấm or Tammy. Khi mà đến đây á thì khi đến đây thì con gái tôi á là nói với tôi là tôi kêu nó đi nhà thờ thì nó nói với tôi á là mẹ con quy y ở chùa và con có pháp danh rồi. And when I invite my daughter to go to church and she said no, mom, I already dedicate my life to the temple and that I also have the name from the temple as well. Yeah. Và con gái tôi còn có quyển kinh thánh của Phật á, ở trong đem theo nè. And she also have the sacred text of Buddhism to carry with her. Tôi dẫn cô tới nhà thờ thì cô chỉ ngồi ở ngoài nhà thờ thôi. When I
took her to church. She just sit outside of the church. Ở nhà thờ Hollywood thì cổ chỉ ngồi nhà thờ đợi cho mẹ vô trong nhà thờ xong rồi ra đi về thôi. She was waiting for me outside when I finished the service and then she would go back with me. Nhưng mà khi mà cổ nhưng mà con gái tôi á học lái xe thì ông thầy ổng dẫn đi thi hai lần. When she took the driving test and then she took the exam and she took for two times. Thì không được, lần đầu á thì xe của ông thầy bể vỏ xe. And the first time that the flat tire the car has the flat tire. Lần thứ hai thì ông nói là cái đèn ông hư rồi, bây giờ ông đăng ký back of view xa quá, ông không dẫn đi được. And the second time that her coach or her teacher said that the light has a problem and he's very far ago so he could not come. Con tôi rất là buồn. So my daughter was very sad. Tôi nói thôi giờ ông thầy dẫn không được, mẹ dẫn con đi thi sẽ đậu. And then I talked to her that your teachers cannot take you, I will take you there and you will pass the exam. Nhưng mà con phải cầu nguyện với Chúa. But you have to pray to God. Con gái tôi nó chán nản rồi, thành ra nó nghe lời tôi là nó cầu nguyện với Chúa. Yeah. My daughter was a little bit disappointed, so she just listened to me and she began to pray. Thì con gái tôi mới nói tôi cũng cầu nguyện với Chúa là thôi bây giờ để mẹ dẫn con lên badminton đó. Mẹ gọi điện cho ông thầy người Việt, ông sẽ đăng ký cái ngày cho con thi, mẹ sẽ đưa con lên đó thi. And then I said that I was going to talk to one of the teachers in Westminster and then she will register the day for you and I will take you there on that date for the exam. Năm 2009 tôi không có bà con, tôi không có gì hết, không có chỗ ở. Thì tôi chỉ có một cái ông chú của tôi là mà chú lại ở mobile home nè. In 2009 I do not know many people and I only know my uncle. And he lived in the mobile home. So when we came here, and then we have to live in the mobile home with him. He sleep on the bed and we sleep on the floor. He share room thôi. Just share room. He share room mà ai đó thôi. Con, tôi nói ổng là giờ tôi ngủ một đêm với con gái tôi và tôi sẽ cầu nguyện ngày sáng mai tôi dẫn con tôi đi thi. And I talked to my uncle that just one night, so that the next day I will take my daughter to go for the exam. Chiều đó tôi lên tôi có gọi ông thầy là đóng cho ổng 100 đồng để ổng đưa con, ổng dạy con gái tôi 2 giờ là đi tới cái chỗ mà DMV Westminster và chạy một vòng để viết đường thi. And then I called to the teacher and I pay him $100 so that he can help my daughter for 2 hours to drive around and to get familiar. He told me, ông thầy ông nói là ngày mai ông sẽ không dẫn con gái tôi về, con gái tôi lái chưa có cứng. Bây giờ ông đăng ký 9 giờ sáng mai, nếu mà 10 giờ sáng mai vậy, nếu mà chị muốn dẫn đi thì đi, không thì thôi tôi không dẫn, tại tôi dẫn không đậu, tôi không dẫn. And the teacher said, no, I'm not going to take her now because her driving is not good. So maybe how about tomorrow? If not, you just take your daughter by yourself. Thì tôi nói vậy thì mẹ với con cầu nguyện thì sáng mai tôi ông thầy không dẫn tôi lấy xe của tôi dẫn. And the next day the teacher didn't take my daughter so I just throw her to the place by her, my car. Tôi cũng chạy theo một vòng của cái ông thầy dạy đó rồi tôi vô tôi xếp hàng tôi đăng ký tại vì có đăng ký sẵn rồi thì tôi vô thì trước khi vô thì tôi thấy có một cái nhà thờ của đại hàng đối diện DMV. So we line up and then before we line up to that DMV, next to that there is a Korean church. Tôi nói với con gái tôi bây giờ hai mẹ con mình qua cầu nguyện với Chúa, con phải quỳ xuống con cầu nguyện với Chúa cho con thi đậu, con chứ con không cầu nguyện là mẹ không dẫn con đi thi. And I told my daughter, let's go to that church, we need to kneel down to pray and ask God to bless you to pass. If you don't pray, I will not take you. Tôi và con gái tôi từ lúc đó cái lòng của nó là thật tình nó muốn cầu nguyện với Chúa rõ ràng và lúc đó nó là ngoại đạo, nó còn là đạo Phật nữa đó. Even though my daughter was a non-believer and at that time she was still a Buddhist, but she was so disappointed, so her heart she's willing to pray. Thì hai mẹ con tôi cầu nguyện xong rồi ở nhà thờ đại hàng đối diện DMV ở Westminster xong tôi qua thì đúng giờ thì đi thi thì trong khi con gái tôi thi có dòng con gái tôi đậu. And after we pray at that Korean church, and then I took her to the exam, and then she took the exam. After that, she passed.
từ đó thì con gái thì từ đó tôi đã làm chứng được là người ngoại đạo, giàu ngoại đạo, chưa tin Chúa nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và cho tôi đậu con gái tôi lấy rất là dở, mà nó cũng không biết là làm sao mà nó đậu ngày đó, tôi không biết. Chỉ một lần thôi. My daughter was not very good at driving, but I don't know on that day why she just passed. And I just thank God, God is merciful. Yeah, see, con gái tôi thi đậu rồi về, tôi về dẫn về chùa. Tôi nói, con gái tôi nói về làm sao mẹ còn giữ kinh thánh với cái chứng chỉ quê. Tôi nói, con mẹ, con dẫn mẹ về về cái chùa mà gần đó là Sida này. Con vô chùa, con đã quyển kinh thánh, gửi qua sư cô, gửi hết ra đó, rồi đi theo mẹ đi về nhà thờ. And then on the way back, that she said, Mom, take me to that pagoda. I'm going to return the Buddhist text, and then after that, I will go with you to the church. Thì thấm con gái tôi đó, từ đó cái tôi dẫn vô nhà thờ gặp mục sư gọi là Sục Na Ô, là mục sư Ngọc, Nguyễn Sơn Ngọc ở nhà thờ Hollywood á, để cầu nguyện cho tin lễ nhà thờ. Thì tôi nói nhà thờ là còn giờ con tin Chúa à, cái nó nghe lời tôi thì mục sư cầu nguyện nó tin Chúa, mục sư cho nó một cái quyển kinh thánh, ôi nó đọc say mê luôn. And then after that we took her to the church of the church in Hollywood, and then the pastor prayed for her and give her a Bible, and then she began to read the Bible. She loved reading the Bible. Every day she go to the church with me. Right now and every day she go to church with me, and today she's in Texas. Và ngày hôm nay thì con gái tôi đang ở Texas. Dạ tôi muốn nói thêm tí xíu nữa. Cho tôi 2 phút nữa. Ngoài con gái tôi là người ngoại đạo, là Chúa vẫn yêu thương và vẫn là khi mà cầu nguyện Chúa vẫn chấp nhận. Tôi còn ba người nữa nè. Besides my daughter, she was a non-believer before. I also have another 3. Tôi cũng là ngoại đạo, mà khi tôi cầu nguyện thì người thứ nhất là cô Thủy, tôi đã dẫn đến nhà thờ rồi. Tổ thi rớt 3-4 lần nhưng mà tới tôi vẫn đi thi là đậu. And there's another sister, her name is Thủy. She also came to our church. She failed for 3 times of the driving test, but when I took her to the exam, she passed. Tôi cũng là người ngoại đạo. Bây giờ cổ không đi nhà thờ, tôi cũng không biết làm sao. Thỉnh thoảng tôi có dẫn tới đây thì cổ tức là khi mà đi thi thì giờ cầu nguyện Chúa hết thi đậu. Rồi đó là người thứ nhất. Rồi người thứ hai là ông Khương. And another one, that his name is Khương. Tôi thi 4-5 lần cũng không đậu. Tôi nói là bây giờ anh phải cầu nguyện với Chúa, tôi dẫn anh sẽ thi đậu. Thi 3 lần rớt về tới tôi là tôi cầu nguyện với Chúa là anh cũng cầu nguyện theo tôi là anh sẽ đậu. And he also failed 3 times for the driving test. So I talked to him that you have to pray, and you pray with me, you will pass the exam. Thì ông cũng đạo Phật, ông hứa với tôi là một ngày ông đi nhà thờ, mà tới nay tôi dẫn ông đi này hôm tháng rồi 3-4 tuần mà ông chưa nghe lời tôi đi nhà thờ. He's still a Buddhist. He's still Buddhist, and I try to invite him to come to church. Rồi một người nữa là cái cô Hạnh, cô cũng nói với tôi là cô sẽ đi nhà thờ cách đây 3-4 năm rồi. Tôi cô thi 5 lần không đậu. And there's another sister, her name is Han, and she took 5 times of the driving test, but she could not pass. Tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi cho con dẫn con này đi thi để mà Chúa theo Chúa. Thì cổ cũng nghe lời tôi, lần thứ 6 tôi dẫn cổ là thi đậu luôn. And then on the 6th time I talked to her, and then on the 6th time I took her to the exam and she passed. Cổ đi nhà thờ với tôi là cổ vô cổ cảm tạ Chúa ở nhà thờ An Hải, ở nhà thờ Ốc Nam. Yeah, and she also came to church and she give thanks to God. Mà chắc đi được có một lần thôi, 2 lần không chịu đi nữa. And even though she just came only 1 time. Hôm nay tôi muốn làm chứng cho tất cả mọi người thấy, dù Chúa là nhân từ, Chúa yêu thương chúng ta, dù chúng ta chưa theo Chúa, nhưng mà khi cầu nguyện Chúa vẫn nhận lời và giúp đỡ cho chúng ta. So I want to encourage you that for those who have not accepted the Lord Jesus Christ or do not know Him, but when you call Him, when you pray to Him, He will answer your prayer. Amen. Hallelujah. Yeah. Xin cảm ơn Chúa. Tôi là một người lái xe không giỏi. And for me, I'm also not a good driver. Nhưng mà khi mà tôi tập cho mấy người đó một vòng, vậy là lần thứ tập một vòng đường thi thôi, là lần sau tôi dẫn người đó là tới cái đường đang là thi đậu. And after that, I help them one time, and then the next time when they come, they just pass the exam. Amen.
Ok, có ai còn thi rớt không? Gặp cô Vicky liền nha. Anyone who passed, failed the exam, just go and look for cô Vicky. She has that anointing. Cô có cái sự sức giàu đó. Amen. Hallelujah. Ok, next, anyone else who want to share the testimony, brother? Và ai trong mong anh chị em muốn chia sẻ những cái lời làm chứng để khích lệ mỗi con cái của Chúa? Rồi, chúng ta xin mời anh Thomas. Good morning, church in Vietnam. Xin chào tất cả quý vị ông bà anh chị em ở tại Việt Nam. Here in America, it's in the afternoon. Bây giờ ở Mỹ thì là đang là buổi chiều. As you have heard, Sister Vicky, we haven't seen her in a while. Welcome back. Và chúng ta đã nghe là làm chứng của cô Vicky và đã không gặp cô thời gian và rất là vui mừng chào đón cô và chồng. Every single one of us were once Gentiles. Mỗi người trong vòng chúng ta ngày xưa đều là những người chưa biết Chúa. And yet, God loves us. Nhưng mà Chúa ngài đã yêu mỗi đời sống của chúng ta. And we all have the same testimony. Và mỗi đời sống chúng ta đều có những cái lời làm chứng giống như vậy. And when we cry out to God, và khi mà chúng ta kêu cầu cùng với Chúa, He answers us. Ngài luôn trả lời mỗi đời sống của chúng ta. When we ask Him, và khi mà chúng ta kêu cầu Chúa, He answers us. Và ngài cũng trả lời cho chúng ta. Most of us, đa số mỗi chúng ta, our chains are broken. Đôi lúc chúng ta đang có những cái sự tan vỡ. Some of you don't remember my previous testimony that I've shared. Có một số người đã có lẽ chưa biết đến cái lời làm chứng mà trước tôi khi tôi đã từng chia sẻ. Before I was a believer, during this time every week. Trước khi tôi trở nên là Cơ Đốc nhân thì cứ mỗi một tuần. I've been broke and drunken. Thì tôi lúc nào cũng say sưa. The casino takes most of my money. Và những cái sòng bạc đó là đa số là lấy hết tiền của tôi. And the bars take all most of my money. Và những cái tiệm bar đó, những cái tiệm rượu đó thì cũng lấy hết tiền của tôi. But when I encountered Jesus, nhưng mà khi tôi đối diện cùng với Chúa, He took me off that roller coaster ride. Và ngài đã lôi tôi ra khỏi cái con đường sa đọa đó. You see, every week I said I was going to quit. Và cứ mỗi một tuần khi mà tôi đến mỗi một tuần thì tôi nói là tôi không đi vào những nơi đó nữa. But something kept driving me back there. Nhưng mà có những điều gì đó nó tiếp tục lôi kéo tôi để trở về con đường cũ. I didn't have a plan or a purpose. Dĩ nhiên là tôi không có những cái kế hoạch đó hay là cái mục đích đó. When meeting God, He showed me there is a plan and a purpose for my Nhưng mà life. Khi mà tôi gặp gỡ Chúa thì ngài cho tôi biết được đó là đời sống của tôi có kế hoạch và có mục đích. And I'm thankful that today. Và tôi cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay. I have a new family. Tôi đã có một cái gia đình mới. A new purpose. Tôi đã có một cái mục đích mới. The Bible says that God is a father to the fatherless. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài là cha của cho những người kẻ cho những kẻ mồ côi. But I witnessed in the past few months that my auntie who lost her daughter has now found a new daughter. Và trong mấy tháng qua thì tôi lại thấy rằng đó là người dì của tôi lúc trước đã mất con nhưng mà bây giờ lại có được con. And we share her sorrow of losing my uncle. Và dĩ nhiên đó là chúng ta cũng rất là buồn khi mà chồng của cô qua đời. But we are the extension of her family. Nhưng mà chúng ta cũng là thành viên trong gia đình của cô. In Christ we are a big family. Và trong Chúa chúng ta là một cái đại gia đình lớn. And today our family has grown. Và ngày hôm nay thì gia đình của chúng ta bắt đầu tăng trưởng. And I'm very happy to see everyone here today. Và tôi rất là vui mừng để gặp gỡ tất cả quý vị ở tại đây. And I pray that we continue to be healthy. Và chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi đời sống quý vị sẽ được khỏe mạnh. And stay in the faith. Và tiếp tục đứng ở trong đức tin. And we will see this through. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả những hoàn cảnh. Just be careful but don't be afraid of the COVID. Mặc dù chúng ta có thể là cẩn thận nhưng mà chúng ta đừng sợ hãi COVID. Thank you for your time. Nhưng mà chúng ta sẽ cứ dành thời gian. Hallelujah. Amen. Amen. Rồi, giờ này thì chúng ta sẽ đến với Chúa ở trong sự cầu thay. And this time we are coming to God in the time of